Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm cơ điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về đồng hồ đo AC 30V cho đến 500V. Sản phẩm sẽ có chức năng là đo điện áp AC với dải đo nằm trong khoảng từ 30 cho đến 500V AC. Sản phẩm sẽ có 3 tùy chọn về màu sắc của LED là màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử DT.com. Từ trình diễn các bạn chỉ cập điện tử DT.com, tìm kiếm với từ khóa DT0127, sau đó xem chi tiết. Và ở đây cách sử dụng thì vô cùng đơn giản nha các bạn. Đồng hồ sẽ ra 2 giây, chúng ta chỉ cần mắc song song với nguồn cần đo. Ví dụ như ở đây mình sẽ đo nguồn điện dân dụng 220V của mình. Và ở đây mình sẽ đấu một giây vào dây nóng và một giây mình sẽ đấu vào dây nguội. Và ở đây đồng hồ đang đo được là 224V, là điện áp mà mình đang sử dụng. Và các bạn lưu ý là đồng hồ sẽ đo được dải điện áp nằm trong khoảng từ 30 cho đến 500V AC. Các bạn tránh đo điện áp cao hơn 500V có thể gây cháy đồng hồ. Và phía sau lưng của đồng hồ sẽ có một chiếc áp dùng để điều chỉnh độ sai số. Và các bạn sẽ sử dụng một tua vít dẹp nhỏ để điều chỉnh chiếc áp này. Do điện 220V cho nên các bạn cần sử dụng tua vít có cái nhựa để cách điện nha, để tránh gây nguy hiểm trong quá trình điều chỉnh. Và ở đây chúng ta sẽ dặn chiếc áp cùng chiếc đồng hồ để tăng giá trị. Và chúng ta sẽ dặn ngược chiếc đồng hồ để giảm giá trị. Và nếu không thật sự cần thiết thì các bạn không nên điều chỉnh chiếc áp này để tránh sai số trong quá trình sử dụng. Và đồng hồ cũng sẽ có 3 tùy chọn về màu sắc và một số thông tin chi tiết khác như kích thước, sai số, tốc độ làm tươi, dòng tiêu thụ. Các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết. Và video review nhanh về đồng hồ đo AC 30V cho đến 500V của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.